Ơi, bà ngoại mới qua. Dạ chị. Anh đi chở ngoại. Thưa ngoại mới qua. Bà ngoại mới qua. Bà ngoại nghe. Dạ. Mới qua tới. Dạ, bà ngoại. Dạ. Bà ngoại đón ai? Xuyến. Dạ, ngoại vô. Xuân Hà, dắt bà cố vô là Xuân Hà. Cố vô nè cô. Xứ Hà, vậy anh cố đi con. Cho ngoại lại ngồi niệm đi. Nam Việt. Ngồi xuống. Đây, cho bà cố đi Xứ Hà. Cho bà cố. Rồi, lột khăn ra đi cho khỏe. Mở quạt cho ngoại. Cháu cho ngoại. Cháu Thiên. Ngoại nhớ không? Nước ngoài. Chịu. Nước ngoài. Ngoại. Ngoại ăn sáng chưa? Ăn rồi. Rồi thôi để ngoại nghỉ nha. Ơi. Có mời em chợ lớn chưa? Dạ không. Không hả? Dạ, có bác Năm với con Sáu à. Chợ lớn là bác Năm đó. Ủa dạ, tưởng dạ. Nó chợ lớn là bạn. Có bác Năm với con Sáu mai về. Con Sáu về hả? Con Sáu về rồi, bác Năm mai về. Dạ. Cô Út có về không? Dạ mai về. Cô Út về.